Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết thì sức khỏe là vốn quý của con người. Tuy nhiên thì trong cuộc sống hiện đại bây giờ thì có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như từ áp lực công việc này, học tập này, gia đình này, khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và từ đó làm ảnh hưởng đến cả vật chất này, tinh thần của mình. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm hỗ trợ sức khỏe hiện đang rất phổ biến trên thị trường. Đó là cái gối massage hồng ngoại. Sản phẩm này thì hiện đang được phân bối chính hãng và duy nhất tại siêu thị bestmass.vn. Sản phẩm mà chúng tôi đang phân phối thì sẽ bao gồm có 3 loại chính. Thứ nhất là dòng gối 4 bi. Như các bạn nhìn thấy ạ. Thứ hai là dòng gối 6 bi. Và một loại nữa, loại thứ ba là dòng gối 8 bi. Thì giữa ba dòng gối này thì khác nhau một chút về cái số lượng bi và ở cái tốc độ quay. Càng nhiều bi thì khi các bạn massage thì mình sẽ cảm giác càng êm và hiệu quả sẽ duy trì được lâu hơn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ xin nói qua một chút về cái công dụng của loại gối này. Thì gối có hai chức năng chính. Thứ nhất là sử dụng lực cơ học từ các bi ở trên thiết bị tác động vào các bó cơ huyệt đạo ở trên cơ thể, từ đó làm đánh tan cái axit lactic là cái nguyên nhân chính gây ra bệnh các căn bệnh về đau mỏi, giúp bạn giảm đau nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Và một chức năng nữa là gối massage hồng ngoại có sử dụng thêm tính năng là sử dụng ánh sáng hồng ngoại giúp cho mình sưởi ấm trong quá trình mình sử dụng gối. Thì sau một thời gian sử dụng thì gối có tác dụng là làm sưởi ấm cái vị trí mà mình đang massage. Cái tính năng này thì các bạn có thể sử dụng ví dụ như buổi tối trời lạnh hơn hoặc là trong mùa đông, thì bạn bật chức năng sưởi ấm bằng hồng ngoại này lên thì cái hiệu quả massage sẽ có tác dụng hiệu quả hơn. Về cái chất liệu sản xuất sản phẩm này thì nó bao gồm có cái động cơ ở bên trong, sản xuất tự động theo dây chuyền công nghệ của Nhật Bản. Bạn yên tâm về cái độ an toàn này, độ bền này, cũng như cái hiệu quả khi mình sử dụng lâu dài. Mặt bên ngoài thì sản phẩm được bọc bởi một lớp vải. Vải này là vải không dệt ạ. Khi mà bạn sờ tay lên thì sẽ thấy rất là mềm, mịn và êm. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái dòng gối này. Thì đầu tiên thì bạn cứ kết nối cái cục sạc của thiết bị với cái nguồn điện dân dụng 220V ở nhà mình. Sau đó bạn để ý này, ở trên mỗi thiết bị ở cái phần góc này thì sẽ có một cái công tắc tròn thế này. Cái công tắc này thì sẽ đảm nhận nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ ở đây nhé, mình sẽ ấn thử một cái này. Đây là cái chế độ mà massage, quay bi và có kèm theo hồng ngoại. Mình ấn tiếp thêm một lần nữa. Ở đây thì mình đã tắt cái chế độ hồng ngoại đi. Tức là mình sẽ chỉ massage không thôi mà mình không cần thêm chức năng sưởi ấm. Thì cái chế độ này thì bạn có thể sử dụng vào ban ngày hoặc là những khi mà trời thời tiết mát mẻ. Bây giờ mình sẽ ấn thêm một cái nữa này. Như vậy là mình đã tắt cái sản phẩm này đi rồi. Và khi bạn muốn sử dụng lại thì bạn lại ấn tiếp tục thôi. Rất đơn giản ạ, bạn chỉ cần ấn thêm một lần nữa là cái gối này sẽ tự động chuyển theo chế độ mà đúng với nhu cầu của mình. Gối massage thì bạn có thể dùng ở nhiều vị trí trên cơ thể mình. Phổ biến nhất là vùng vai, cổ, gáy này. Bây giờ mình sẽ đặt thử lên cổ của mình nhé. Rất là êm và mình cảm nhận được nhiệt phát ra từ cái gối này. Đây, bạn có thể di chuyển xuống dưới vùng vai một chút cũng được. Đây, giống như có một ai đó đang massage cho mình vậy. Ngoài vùng vai, cổ, gáy thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở các bộ phận khác trên cơ thể, ví dụ như là vùng tay này,
bắp tay này, bắp chân này, thậm chí là vùng bụng của mình, phần lưng bụng của mình hoàn toàn sử dụng được. Đây ạ. Các bạn thấy không ạ? Cái sản phẩm gối massage này khi mình sử dụng thì nó sẽ tự động ngắt trong vòng khoảng 10 phút. Đây là cái thời gian tốt nhất để mình massage và đạt được hiệu quả cao nhất. Và cứ sau khoảng 30 giây thì cái chiều quay của nó sẽ tự động đảo chiều, giúp cho mình cảm giác êm hơn và nó khiến cho các cơ quan trên mình không bị nó thay đổi, nó không bị nhàm chán. Mình có lưu ý một chút về trong quá trình sử dụng và bảo quản cái loại gối này. Thì thứ nhất là như mình vừa nói thì các bạn nên sử dụng trong mỗi một lần sử dụng thì các bạn nên lựa chọn thời gian là khoảng tầm 10 phút, 10 đến 15 phút. Các bạn không nên sử dụng quá lâu thì nó sẽ ảnh hưởng, cái tác dụng của nó sẽ bị giảm. Và thứ hai là khi mà bạn dùng để massage vùng vai cổ gáy hoặc là lưng bụng của mình thì các bạn không nên tì cả người lên hoặc là nằm đè cả người lên cái gối này, vì bản chất thiết bị là sử dụng bằng động cơ quay làm từ nhựa ABS cao cấp và một số linh kiện kim loại. Thì khi mà mình đè cả một cái trọng lượng cơ thể của mình lên đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền của sản phẩm và cái khả năng quay ổn định của bi. Và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng cái gối massage này theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ như mà mình cần vừa massage này, vừa cần sưởi ấm này thì mình bật chế độ đấy lên. Còn nếu bạn chỉ cần massage không thì đây, bạn chỉ cần ấn nút này. Nó sẽ tắt cái chế độ massage hồng ngoại của mình đi. Và khi không sử dụng nữa thì bạn chỉ cần ấn nút nữa là nó sẽ tắt. Và sau khi sử dụng xong ấy thì bạn lên, đầu tiên là bạn tắt công tắc ở trên thiết bị đi này, sau đó bạn hãy ngắt nguồn điện, ngắt cái ổ điện mà mình đã cắm vào cái nguồn điện dân dụng của mình. Sau đó thì mình có thể cất đi gọn gàng, mình cho vào hộp này hoặc là cất lên nóc tủ này. Mình tránh là để nơi ẩm mốc hoặc là nó có hơi nước nhiều này, hoặc là mình để ra trời nắng quá gay gắt này. Và trong quá trình sử dụng và bảo quản ấy thì mình cũng không nên là mình tung ném này hoặc là đè những cái vật nặng khác lên trên sản phẩm này, nó cũng làm giảm cái chất lượng và độ bền của sản phẩm đi. Đây. Và sau một thời gian sử dụng ấy, nếu mà mình lo lắng mà cái mồ hôi trên cơ thể người nó ngấm vào vải ấy, thì bạn cũng thể hoàn toàn là mình mở cái khóa này ra. Ở trên cái máy này có một cái khóa thì bạn mở nó ra, sau đó bạn lột cái vỏ bên ngoài ra, bạn mang đi vệ sinh. Bạn lưu ý là mình không nên sử dụng máy giặt nhé. Cái này thì mình cứ, cái vỏ này thì mình cứ ngâm vào nước lạnh. Bạn có thể giặt kèm theo một số cái chất bột tẩy rửa thông thường ở mức độ vừa phải thôi. Thì sau đó thì bạn giặt này, giặt bằng tay này, sau đó thì mình đem phơi khô lên, phơi khô trong bóng râm nhé. Sau đó mình lại cho vào máy, mình sử dụng như bình thường. Đây. Trên đây là mình có tổng hợp qua một số cái công dụng, tính năng cũng như là cái cách sử dụng về cái sản phẩm gối massage 8B này. Thì sản phẩm có nguồn gốc tại Nhật Bản và đang được phân bối tại siêu thị bestmart.vn chúng tôi. Các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập website bestmart.vn để tìm hiểu rõ